Chào các bạn. Hôm nay mình cho các bạn xem một thứ rất là hay. Đó, ten 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 ten. Hàng này không phải dễ mua được nhé. Đó, các bạn thấy đẹp không? Doraemon này. Và đặc biệt thay không? Có cả cái dây như thế này để các bạn thể cầm. Đấy, cầm như thế này. Hình Doraemon nhá. Đây, mình sẽ cho thử vào đây. Mình rất là thích Doraemon này. Xem chuyện từ nhỏ này, ăn bánh Doraemon. Đấy, nên là rất hay luôn. Nào. Hình rất là đẹp nhá. Chú Doraemon. Đấy, thế ngoài ra thì có cả những hình khác nữa. Như là American Captain nè, Captain và Spider-Man nè, đó, hay không? Và các cái loại này nha, nó đều hơi dẻo dẻo nhá, chứ không phải là cứng đơ như là cái loại kia đâu, nó dẻo dẻo, kiểu kiểu cao su, silicone vẫn rất là thích. Đó. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.